Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Chúc Anh đăng clip hậu trường bên hai người bạn diễn là Amee và Salim, kèm chú thích khi bạn đang ăn nhưng phát hiện có camera quay chúng mình. Đang là ba sao nữ gây chú ý trong thiên thần hộ mệnh, nên đoạn clip này vừa đăng tải đã được dân tình đổ dồn quan tâm. Mở đầu clip, khi Amee đang soi gương thì Chúc Anh bỗng lọt vào khung hình bằng khoảnh khắc đang ăn một cách vô tư. Tuy nhiên, ngay khi máy quay chuyển sang, Chúc Anh đã vội vàng thay đổi biểu cảm. Nhìn thần thái và sang chảnh hơn hẳn. Thế nhưng, khi máy quay ly sang Salim đang ngồi cạnh Trúc Anh thì câu chuyện đã bị dễ hướng. Salim đã có một ánh mắt sắc lẹm kèm cú nhếch mép khi nhìn Chúc Anh khiến Gatti Ren tranh cãi bùng nổ và chia làm hai phe. Một bên bên vực Salim cho rằng cô chỉ đang diễn sâu một chút, một bên nghi ngờ Salim cố tình cười đẻo, tỏ thái độ với bạn diễn. Trận cảnh thái độ của Salim trong clip Một số bình luận của khán giả Diễn mà tới mức các bạn phải chửi là diễn quá thành công vai ác rồi đó. Ủa biết người ta diễn mà bắt bẻ thái độ. Bà bên kia cười đẻo à. Biết là diễn mà thái độ kỳ vậy. Phản ứng của Netiren dưới clip. Và không để dân tình tranh cãi thêm hay nghi ngờ về mối quan hệ thực với Chúc Anh, Salim đã để lại bình luận giải thích ngay dưới đoạn clip này của Chúc Anh. Cái nết diễn xéo sắc của tôi mà cả nhà mình ơi, Salim viết. Xem ra, Lần này cô nàng diễn sâu quá nên một số khán giả tưởng thật luôn rồi. Khổ lắm, dân mạng việc dạo này nhạy cảm với những mối tình chị chị em em trong showbiz lắm cơ. Không biết nên khóc hay cười nữa đây, Salim và chúc anh ơi. Salim phải lên tiếng giải thích dưới clip của chúc anh. Bộ đôi diễn viên vừa cùng tham gia bộ phim Thiên thần hộ mệnh. Câu trả lời của Salim ngầm bác bỏ nghi vấn hiềm khích với chúc anh ngoài đời.